kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng mang đảng, chào tài tập, Đinh Tiên Dũng sang tàu, học làm bể tôi Thà giao giang sơn vào tay giặc, còn hơn để nhân dân làm chủ Đó là hành động xuyên suốt của đảng Cộng sản Tâm lý sợ mất đảng thái quá đã khiến cho các đời Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Đi từ sai lầm này đến sai lầm khác vì bảo vệ vị trí cai trị của đảng mà Đảng Cộng sản đã quyết định kết nối với Trung Quốc qua hội nghị thành đô vào năm 1990. Kể từ đó, chính quyền và chính trị Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Kết quả là Hiệp định Biên giới Việt-Trung ký vào năm 1999 và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ ký năm một năm sau đó. Đảng Cộng sản đã xóa bỏ đường biên giới từ ngàn xưa để vẽ lại đường biên giới mới theo ý Bắc Kinh. Vào năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký thỏa thuận cho Trung Quốc dạy cán bộ nguồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hầu hết quan hệ Việt Nam với các nước khác là quan hệ cấp nhà nước. Tuy nhiên, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ ngoại giao giữa hai đảng. Vì vậy, mới có những quyết định bất lợi cho đất nước bởi ngoại giao giữa hai nước là công việc công, còn ngoại giao giữa hai đảng được xem như việc tư, tức là việc riêng của đảng. Trên danh nghĩa Nhà nước chịu một phần giám sát từ nhân dân, nhưng giữa hai đảng thì dân không có dự phần, nên hai ông tổng bí thư muốn bán buôn hay ngã giá gì thì toàn dân không có quyền được biết. Đấy là cái nguy hiểm của lối ngoại giao giữa hai đảng. Ngay trước thềm chuyến thăm của tổng thống Mỹ Biden thì ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lưu Kiến Siêu, ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã là điều bất thường. Điều này cho thấy có vẻ như Việt Nam không thể tự quyết trong việc tiếp đón Mỹ mà phải được phương Bắc cấp phép. Ngay sau chuyến thăm Tổng thống Mỹ đến Việt Nam là một loạt các quan chức trong Bộ Chính trị phải sang tàu. Đầu tiên là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, sang Trung Quốc vào ngày 13 tháng 9. Tiếp theo là ông Thu tướng Việt Nam đương nhiệm Phạm Minh Chính thì phải sang Trung Quốc vào ngày 16 tháng 9 Và tới ngày 25 tháng 9 Thì ông Linh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Cũng đi sang Trung Quốc Việc các quan chức tới tấp thăm Trung Quốc Trong một khoảng thời gian rất ngắn Là một hiện tượng bất thường Cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam Không có sự độc lập Trong mối quan hệ của mình Vào ngày 12 tháng 1 năm 2017 Khi đó ông Nguyễn Phú Trọng Sang thăm Trung Quốc và đã ký tới 15 văn kiện giữa hai đảng. Đáng chú ý là văn kiện Thỏa thuận Hợp tác Đào tạo Cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để Trung Quốc đào tạo đến 300 bể tôi xem chiếm hết Trung ương Đảng và cả người ngoài Trung ương Đảng cũng ở đây. Được biết, chuyến đi của ông Đinh Tiến Dũng là sang dự lễ bế giảng lớp đào tạo cho 20 cán bộ nguồn của Hà Nội. Lớp này là nhân sự dự trù cho nhiệm kỳ 2025-2030. Họ được đào tạo tại Đại học Bách Khoa Hoa Nam từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9. Ngày 15 tháng 2 năm 2022, trên tạp chí Cộng sản có bài viết Trao đổi kinh nghiệm hợp tác lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh mới. Bài viết này cho biết thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2017-2020 với việc Việt Nam đã cử tới 300 cán bộ cấp cao sang Trung Quốc để mà đào tạo. Đây chính là chính sách hiện thực hóa những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với ông Tập Cận Bình vào chuyến thăm Bắc Kinh vào năm 2017. Khi cán bộ nguồn được trao cho Trung Quốc nhào nặn thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng bưng nguyên Đảng Cộng sản dâng cho bạn vàng qua bên đấy thì học được gì ngoài việc học làm bề tôi? Đây là một quyết định rất nguy hiểm cho đất nước của ông Tổng Bí Thư, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Ông Đinh Tiến Dũng sang tàu giữa lớp bế giảng của những bề tôi tại Thiên Triều. Việc xích lại gần Mỹ chỉ là tấm màn che đậy cho những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm. Họ nâng cấp quan hệ với Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, để dân ngây ngất trong mộng mơ Trong khi đó, sau lưng thì đảng trao cán bộ nguồn của đảng vào tay tập để tập đào tạo trở thành lớp bề tôi của tập. Lớp này sẽ nắm đầu dân Việt theo ý các quan thầy. Xem ra Việt Nam rất khó thoát tàu nếu đảng Cộng sản còn cai trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng mang đảng trao tay tập. Đinh Thiên Dũng sang tàu học làm bề tôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đè kẹp dân và hai gọng kìm tổng cần tập hỗ trợ chế độ của đảng cộng sản việt nam được xem là chế độ công an trị bởi chính công an được đảng giao nhiệm vụ làm lá chắn để bảo vệ chế độ chứ không phải là bảo vệ sự bình yên cho nhân dân bảo vệ nhân dân chỉ là danh nghĩa danh từ nhân dân được gắn sau cụm từ công an cũng chỉ để làm bị dân đúng ra họ nên dùng cụm từ công an đảng thay vì dùng cụm từ công an nhân dân cơ quan chấp pháp mà vì dân thì sẽ thượng tôn pháp luật còn vì đảng thì chắc chắn sẵn sàng đạp lên pháp luật. Tô Lâm nắm bộ máy công an khổng lồ với ngân sách lên đến hơn 100.000 tỷ đồng mỗi năm. Cơ quan này ngày đêm tìm kiếm những tiếng nói phê phán và ra tay bắt bớ bỏ tù họ. Dù rằng tiếng nói phê phán chỉ để cho chính quyền thay đổi tốt hơn, nhưng với quan niệm tha bắt lầm còn hơn bỏ sót, công an Việt Nam bắt hết những ai phê phán chế độ, dù chỉ là lời phê phán nhẹ nhàng sau khi nâng quan hệ với mỹ thì bộ công an việt nam lại giao lưu với công an trung quốc chính sách công an trị của việt nam và trung quốc là tương tự như nhau tuy nhiên với mức độ tàn khốc thì công an trung quốc thường đi trước và việt nam là nước luôn học hỏi mỗi khi bộ trưởng bộ công an việt nam gặp và làm việc với phía trung quốc thì thường họ trao đổi với nhau về biện pháp trị dân là chính chứ không chỉ là hợp tác dẫn độ tội phạm như giữ việt nam với các quốc gia khác sau chuyến thăm của tổng thống mỹ biden ông tổng bí thư đảng cộng sản việt nam lại cử ông tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam sang thăm và làm việc cùng với bộ công an trung quốc việc ông tô lâm đến trung quốc được cho là để chứng tỏ đảng cộng sản việt nam vẫn kết nối chặt chẽ với đảng cộng sản trung quốc đảng cộng sản việt nam luôn xem mỹ là nơi hậu thuẫn lớn để có thể tạo lên làn sóng dân chủ trong nước, khiến họ luôn đề phòng Mỹ. Việc cử ông Tô Lâm sang Trung Quốc là một công đôi việc vừa gửi thông điệp không ăn ở hai lòng với Tập, vừa học hỏi phương pháp đè bẹp làn sóng dân chủ có thể trỗi dậy khi Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn. Sau khi siết cộng kìm xã hội, công an bây giờ siết thêm gọng kìm ngôn luận có thể ví công an như là cái cùm để còng tay nhân dân, thì Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chính là bộ máy bịt miệng nhân dân. Nguy hiểm nhất là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vốn lại là một tướng trong quân đội. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn cho quân đội hóa Ban tuyên giáo Trung ương với việc đương Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về làm trưởng ban ở đây. Vào ngày 23 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN lần thứ 76, tức AMRI 16, diễn ra tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đã gặp ông Sun Yali, chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc. Tại hội nghị này còn có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia đối thoại. Hầu hết các nước tham gia hội nghị này đều khác thể chế chính trị Việt Nam chỉ riêng Trung Quốc là tương đồng. Việt Nam sẽ học hỏi nhiều từ Trung Quốc chứ không phải là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có tự do báo chí. Cho nên Việt Nam chẳng trao đổi gì nhiều với các quốc gia kia, quan trọng là trao đổi với Trung Quốc mà thôi. Chính sách truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam là giống nhau, đều tìm cách biệt miệng chính nhân dân của mình muốn siết cổ dân ông tổng phải gần tàu sau chuyến viếng thăm của tổng thống mỹ biden ông nguyễn phú trọng lại tăng gọng kìm để kẹp vào cổ nhân dân đó là gọng kìm công an trong gọng kìm tuyên giáo hai gọng kìm này được sự giúp sức của bắc kinh thì có thể nói người dân việt nam ngày một khốn khổ đặc biệt là ông bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng ông này không những kiểm soát chặt chẽ nội dung báo chí mà ông ép các mạng xã hội nước ngoài bức tử người dùng nếu dám phê phán chế độ. Việc bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, chuyên gia năng lượng xanh ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden thăm Việt Nam là một thông điệp rõ ràng mà ông Tổng thông qua bàn tay của ông Tô Lâm muốn nhấn nhủ đến 100 triệu người dân Việt Nam rằng càng xích lại gần Mỹ thì Đảng Cộng sản càng cho thiết cổ dân bất chấp đấy là chuyên gia có ích giúp cho kinh tế Việt Nam chuyển đổi xanh. Và sắp tới đây, những hoạt động ngôn luận trên mạng xã hội sẽ bị bức hại nặng nề hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin để kẹp dân vào hai gọng kìm tổng cần tập hỗ trợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.